Giá xăng dầu ngày 13 tháng 8 năm 2020 lên đỉnh 5 tháng. Giá dầu thế giới vọt lên mức cao nhất trong vòng 5 tháng qua sau khi nhận tin dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm tuần thứ 3 liên tiếp. Ngày 13 tháng 8, dầu thô ngọt nhẹ WTI hợp đồng giao tháng 9 lùi 8 sen, tương đương 0,19% về 42,59 USD trên thùng. Dầu Brent hợp đồng giao tháng 10 cũng lùi 12 sen, tương đương 0,26% về 45,31 USD trên thùng. Tuy nhiên, cả hai hợp đồng đều đang ở mức cao nhất trong hơn 5 tháng qua, kể từ ngày 5 tháng 3 năm 2020. Kết quả này nhờ kết thúc phiên trước đó ngày 12 tháng 8, giá dầu WTI tăng vọt hơn 1 USD 2,6% lên 42,67 USD trên thùng và dầu Brent vọt 93 sen, 2,1% lên 45,43 USD trên thùng. Theo MarketWatch, dữ liệu nguồn cung dầu thô nội địa Mỹ giảm tuần thứ 3 liên tiếp đẩy giá dầu tăng mạnh. Ngày 12 tháng 8, cơ quan thông tin năng lượng Mỹ EIA cho biết dự trữ dầu thô nội địa giảm 4,5 triệu thùng trong tuần, thấp hơn dự báo sụt 4,7 triệu thùng từ các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của Platts, nhưng cao hơn dự báo mất 4 triệu thùng của Viện xăng dầu Mỹ API. Dữ liệu của EIA cũng cho thấy dự trữ dầu thô tại trung tâm lưu trữ Cushing, Okela cũng tăng khoảng 1,3 triệu thùng trong tuần trước, nhưng tổng sản lượng dầu nội địa đã giảm 300.000 thùng xuống còn 10,7 triệu thùng trên ngày. Trong khi đó, báo cáo định kỳ hàng tháng công cũng vào ngày hôm qua, 12 tháng 8 của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm 9,1 triệu thùng trên ngày, trong năm nay xuống còn 90,6 triệu thùng trên ngày, do hoạt động kinh tế tại các quốc gia phát triển vẫn còn thấp vì COVID-19. Tuy nhiên, OPEC vẫn đưa ra dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu, trong năm 2021 sẽ tăng 7 triệu thùng lên 97,6 triệu thùng trên ngày, không đổi so với dự báo hồi tháng trước. Không chỉ giá dầu tăng, trong phiên giao dịch ngày 12 tháng 8, hợp đồng xăng giao tháng 9 cũng vọt lên 3,3%. Một chi tiết nữa được các nhà phân tích nhắc lại là, công bố đã sở hữu vaccine COVID-19 và sẽ thực hiện tiêm trên diện rộng của Nga được kỳ vọng sẽ chấm dứt những lo ngại về dịch COVID-19 bùng phát, qua đó thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên thị trường. Ở trong nước, hôm qua 12 tháng 8, sau khi thực hiện việc chi trích quỹ bình ổn, Liên Bộ Công Thương Tài chính đưa ra mức điều chỉnh mới. Theo đó, giá xăng RON 95 và dầu diesel hạ lần lượt 50 và 190 đồng trên lít, dầu hỏa giảm 70 đồng trên lít. Ngày 13 tháng 8, ở vùng 1, xăng RON 95 EV ở mức giá cao nhất 15.020 đồng trên lít, xăng RON 95 EE giá 14.920 đồng trên lít, E5 RON 92 EE 14.400 đồng trên lít. Dầu do 0001 SV 12.200 đồng trên lít và do 5C 10.200 đồng trên lít. Ở vùng 2, giá xăng RON 95 EV cao nhất với 15.320 đồng trên lít, RON 95 EE ở mức 15.210 đồng trên lít, xăng E5 RON 92 EE 14.680 đồng trên lít, dầu do 0001 SV 12.440 đồng trên lít và do 5C 10.400 đồng trên lít.